Chào bạn, rất vui được gặp lại bạn trong chuyên mục hỗ trợ bài học theo giáo trình. Mời các bạn cùng theo dõi. Diễn đàn thể dục, mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật, 6 giờ 30 sáng đến 9 giờ 30 tối. Tập luyện tim mạch, các lớp thể dục nhịp điệu hàng ngày, năng lượng cao, tác động thấp, 8 đến 9 giờ sáng và từ 1 giờ đến 2 giờ chiều. Sức mạnh và giai điệu, máy đi bộ, tạ, xe đạp thể dục, nên đặt chỗ vào cuối tuần duỗi cơ, và thư giãn. Yoga, sơ cấp đến nâng cao. Tối thứ hai và thứ tư từ 6 giờ 30 đến 8 giờ chiều. Thi đấu cầu lông, được tổ chức vào mỗi tối thứ ba lúc 6 giờ 30 chiều. Học phí cá nhân, sẵn sàng từ huấn luyện viên Olympic. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi. www.fitfun.com.au Giảm giờ làm vào các ngày lễ. Cần hỏi gì, hoặc yêu cầu, mời vào trong. Trung tâm leo núi dị ách, dành cho ai, người mới bắt đầu đến nâng cao, dịch vụ gì, các chuyến tham quan thông thường, và người có thẻ thành viên. Chương trình học là một chuyên ngành, cách làm việc nhóm trong doanh nghiệp, cho thuê thiết bị. Ở đâu, 44 vườn Clifton, đồi Clifton. Khi nào, thứ hai đến thứ sáu, 11 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thứ bảy từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Điện thoại tám. Vì sao nên tham gia? Thử thách về thể chất và tinh thần. Bạn hãy tự tin trả lời và làm đầy đủ các bài tập trong giáo trình trước khi tham dự buổi học tại lớp nhé. Chào tạm biệt.